Trưa ngày 23 tháng 1, ngay sau khi đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 23, 24, 1, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân đã tham quan Văn Miếu, Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, dạo phố và thưởng thức cà phê Việt Nam. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân đã được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu, có thể coi đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Dự kiến trong ngày hôm nay 23 tháng 1, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân sẽ dự lễ đón chính thức do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ hội đàm, chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện và gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả hội đàm. Bên cạnh đó, Tổng thống Đức cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì. Ngày mai 24/1, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier sẽ có cuộc hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang tiếp tục đi vào chiều sâu và có những bước phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Frank-Walter Steinmeier từng hai lần thăm Việt Nam vào tháng 3 năm 2008 trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và tháng 10 năm 2016 trên cương vị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và phu nhân cùng đoàn công tác chọn quán nhỏ để vào thưởng thức cà phê Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.